Bạch sư cho con hỏi, con là Phật tử cũng có đi chùa, con đã có duyên được đến chùa Thiền viện Nguyên Thủy, con được thầy giảng pháp và sinh hoạt khóa tu, con rất hoan hỷ. Con có một điều chưa rõ, pháp tu Nguyên Thủy và pháp tu Tịnh Độ, xin thầy hoan hỷ giải bài vì con còn hoang mang. Pháp tu Nguyên Thủy là phương pháp mà các sư cố gắng gìn giữ từ thời kỳ Đức Phật, tức là vào thời Đức Phật tu tập như thế nào thì các sư hướng dẫn quý vị tu tập như thế đó. Các sư cố gắng giữ nguyên nhiều nhất có thể, không có thay đổi, không có thêm bớt. Còn cái pháp tu khác, ví dụ như Tịnh Độ, thì chủ trương cái pháp môn là phương tiện, tức là cái gì mà mình có thể dùng nó làm cái phương tiện thì đều được. Phương tiện nó bao la, cho nên đây là cái điều khác biệt căn bản. Rồi hơn nữa, pháp môn của Phật giáo Nguyên Thủy thì nương tựa nơi Đức Phật Gotama, là một vị có thật trong lịch sử, một nhân vật có thật được khảo cổ và tìm thấy trong lịch sử. Còn Tịnh Độ thì đấng giáo chủ là Đức Phật A Di Đà, là một vị Phật bằng niềm tin, không tìm thấy lịch sử khảo cổ. Xét về nguồn gốc á, thì trong cái quyển là Tịnh Độ Cầm Tay, Thiền sư Nhất Hạnh mới đưa ra một cái nghiên cứu, đó là đây là do một sự hiểu lầm ở trong dịch thuật là Nam Mô Amitta Buddha Giá. Thì Amitta đó có nghĩa là vô lượng, Buddha Giá có nghĩa là chư Phật, tức là Phật mà số nhiều. Còn nhưng mà khi mà dịch á, thì đôi khi cái vị dịch giả thì quý vị biết là đôi khi dịch bị nhầm, thành ra là dịch lại là lẽ ra đó, cái đó Nam Mô Amitta Buddha Giá thì có nghĩa là đảnh lễ vô lượng Phật. Nhưng mà khi mà dịch qua tiếng Trung á, thì đôi khi họ vì lý do nào đó họ nhầm lẫn là xin đảnh lễ vị Phật tên là vô lượng, tức là cái Phật á, thành số ít. Tại vì quý vị biết là cái chữ Trung Quốc họ không có cái số ít số nhiều, cho nên là thay vì là đảnh lễ vô lượng Phật thì lại thành là đảnh lễ vị Phật tên là vô lượng. Thì thành ra là có về sau này thì có một vị Phật tên là A Di Đà. Thì theo Hòa Thượng Nhất Hạnh thì đây là một cái nhầm lẫn trong dịch thuật, mà cái gì nó sai mà sai lâu ngày quá thì nó thành ra đúng. Cho nên là chúng ta tu thì chúng ta tu theo cái phương pháp Nguyên Thủy của Đức Phật lưu truyền thì nó đảm bảo và nó chính xác hơn. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có một vị Phật nào tên là A Di Đà, mà các vị Phật quá khứ có rất là nhiều. Trong chú giải kể rất là nhiều tên, và trong cái quyển Chánh Giác Tông cũng kể rất là nhiều tên các vị Phật
nhưng mà đáng tiếc là tìm không thấy có vị Phật nào tên là A Di Đà. Thì đây là sự khác biệt. Thì nếu như mà quý vị hoang mang thì mình cứ tu theo Phật lịch sử của mình là chắc ăn nhất, chắc chắn là không có sai được.